Kính thưa cộng đoàn, cứ vào mùa Giáng sinh, chúng ta lại được nghe cái bài hát rất quen thuộc: Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Nếu như lễ Giáng sinh mà bài hát này không được cất lên thì xem ra có vẻ như thiếu cái gì đấy. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Khi mà chúng ta bị lạnh thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần được sưởi ấm. Chúng ta cần được sưởi ấm bởi than lửa. Khi không có than lửa hay khi không có những phương tiện hiện đại, chúng ta cần đến sự sưởi ấm của người khác. Ban nãy chúng ta ngồi ngoài sân, trời lạnh hơn, chúng ta lạnh hơn. Vào trong nhà thờ, chúng ta thấy ấm áp hơn. Và khi chúng ta càng ngồi gần nhau, chúng ta sẽ thấy ấm hơn nhiều. Việc sưởi ấm là điều rất cần thiết mỗi khi lạnh. Và khi chúng ta càng có sự liên đới, càng có sự gắn kết, càng có yêu thương và chia sẻ, thì việc sưởi ấm sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Chúa sinh ra trong đêm lạnh lẽo và Chúa cũng cần được sưởi ấm. Chính vì thế mà trong hang bò lừa thì những con vật đó đã trở nên những hơi ấm để sưởi cho Chúa hài đồng. Một khung cảnh rất là bình dị nhưng lại rất dễ thương. Một khung cảnh rất tầm thường đấy nhưng mà lại đầy tràn tình yêu. Ngày xưa Chúa cần những con bò, con lừa để sưởi ấm. Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục cần chúng ta sưởi ấm. Nghe có vẻ hơi lạ lùng đấy nhưng mà Chúa vẫn cần chúng ta sưởi ấm, bởi vì Chúa xuống thế làm người không chỉ một lần mà Chúa xuống thế làm người mỗi ngày ở nơi chính mỗi người chúng ta và ở nơi anh chị em của chúng ta, đặc biệt là nơi những người kém may mắn, nơi những người nghèo khó, nơi những người đang cần sự nâng đỡ, nơi những người đang cần sự ủi an, nơi những người đang cần sự sưởi ấm của chúng ta. Thế giới ngày hôm nay người ta ví như một ngôi làng vậy. Ngồi ở đây, chúng ta biết chuyện ở bên Tây, bên Tàu. Chỉ cần một cái bấm điện thoại, chúng ta biết nhiều thứ. Đấy nhưng mà cái thế giới được ví như ngôi làng này cũng không phải sưởi ấm được cho tất cả mọi người. Bởi vì vẫn còn rất nhiều người đang sống trong sự cô đơn. Vẫn còn rất nhiều người đang sống trong sự lạnh lẽo mà nó đến từ chính những con người. Chính vì thế mà Chúa vẫn cần chúng ta sưởi ấm cho Chúa nơi anh chị em của chúng ta. Chỉ có điều mình có nhận ra Chúa hay không. Ban nãy trong phần diễn nguyện có một cái cảnh Thánh Giuse dẫn Đức Maria đi vào giáo xứ Hoàng Nguyên. Đấy nhưng mà không ai nhận ra cả. Các bạn trẻ thì chỉ nhìn thấy đây là những con người lập dị. Thời hôm nay mà vẫn còn những người mặc cái bộ trang phục như thế này. Không nhận ra được. Và họ vẫn tiếp tục với cuộc vui chơi của mình. Các chú bảo vệ hay những người đi chợ thì cũng không nhận ra sự hiện diện của Thánh Giuse và của Đức Maria. Thay vì đón nhận thì giới thiệu đi nơi này nơi kia. Để rồi kết quả Giuse dẫn Maria ra hang đá ở góc vườn và sinh hạ thai nhi ở đó. Cái khung cảnh đó rất là bình dị. Đấy nhưng mà vẫn nói với chúng ta rằng Chúa vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.
Đấy nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra. Bởi vì chúng ta không nhận ra, cho nên chúng ta thấy rằng việc sưởi ấm cho Chúa là một điều gì đó có vẻ như không bình thường. Chúa vẫn cần chúng ta sưởi ấm. Chúa cần chúng ta sưởi ấm bằng việc chúng ta chia sẻ cuộc sống cho nhau, bằng việc chúng ta nâng đỡ nhau, bằng việc chúng ta thể hiện sự quan tâm, sự chăm sóc, sự ưu ái qua ánh mắt, qua lời nói, qua nụ cười, qua thái độ tốt lành của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta được sưởi ấm bằng chính việc tham gia của chúng ta vào những công việc chung của giáo hội. Chủ đề mà hôm nay chúng ta đã được mời gọi suy gẫm đó là cùng tham gia xây dựng giáo hội. Đây cũng là chủ đề của Hội đồng Giám mục Việt Nam khi chọn năm 2024 là năm mời gọi chúng ta tham gia. Năm ngoái chúng ta đã sống mầu nhiệm hiệp thông. Năm nay chúng ta tham gia vào các công việc của giáo hội, bởi vì giáo hội không phải chỉ là giáo hội của các đức giám mục, của các linh mục hay của các tu sĩ, cũng chẳng phải của những ông trùm bà quản hay những người lãnh đạo hội đoàn, mà giáo hội là của tất cả mọi người chúng ta. Cái logo của năm Công nghị Giáo phận Hà Nội vẽ rất là hay. Trong một cái đoàn người đang trên hành trình tiến về nhà Chúa, thì ở đó có giám mục, có linh mục, có tu sĩ, có nam, có nữ, có người già, có người trẻ. Mọi thành phần đều đi chung với nhau và đi theo thánh giá của Chúa Kitô. Thành thử ra khi mà chúng ta tham gia vào những công việc của giáo hội một cách nhiệt tâm, chúng ta đang sưởi ấm cho Chúa. Và năm nay với Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục mời gọi chúng ta canh tân đời sống đức tin cộng đoàn, canh tân đời sống đức tin hội đoàn, để làm cho cái mục đích của một hội đoàn đạo đức trong xã hội đi đúng hướng. Không phải gia nhập hội đoàn chỉ để mỗi năm chén một lần, không phải gia nhập hội đoàn chỉ để thỉnh thoảng gặp gỡ nhau vui tươi, nhưng gia nhập một hội đoàn để sống đức tin, gia nhập hội đoàn để sống đức ái, gia nhập hội đoàn để cùng loan báo tin mừng. Và để làm được cái điều đó thì rõ ràng mọi thành phần trong hội đoàn đấy đều phải tham gia một cách tận tình. Khi mỗi người chúng ta đều tham gia vào những công việc chung của hội đoàn, của giáo xứ, của giáo hội và của xã hội, chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau và sưởi ấm được cho Chúa. Chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm thấy bình an, tìm thấy hạnh phúc và tìm thấy niềm hy vọng. Thiên Chúa xuống thế làm người để chia sẻ cuộc đời với chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Nhưng Ngài không làm tất cả mọi sự. Ngài đến như ánh sao dẫn đường, chúng ta đi theo ánh sao đó. Ngài đến để mời gọi, nhưng Ngài đến không phải để ép buộc. Chớ gì mỗi người chúng ta không chỉ đón nhận ân sủng từ nơi Chúa, mà chúng ta còn mang ân sủng đó để giải ra trong cuộc đời này. Nếu như Chúa cần chúng ta sưởi ấm, chúng ta hãy sưởi ấm cho Ngài bằng việc tham gia, bằng việc xây dựng tình liên đới giữa con người với nhau. Xin niềm vui Giáng sinh ở với chúng ta, và xin niềm vui Giáng sinh giúp chúng ta gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau để cùng xây dựng giáo xứ mà Chúa trao phó cho chúng ta. Cho gì được như vậy. Amen.